Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Ngày nay, cuộc thi chạy bộ đường dài marathon với độ dài 42,195 km đã trở nên quá nổi tiếng trên thế giới. Nhưng có rất nhiều người đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của cuộc đua này. Sự kiện này được đặt tên theo một câu chuyện ngụ ngôn về chiến binh Hy Lạp cổ đại Pheidippides, một người đưa thư đã chạy từ nơi diễn ra trận marathon đến thành Athens để báo tin chiến thắng. Tính xác thực của câu chuyện này vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho nhân loại, nhưng trong dòng chảy lịch sử thế giới, thực sự đã xảy ra một trận đại chiến marathon giữa Hy Lạp và Ba Tư vào năm 490 trước Công Nguyên. Thậm chí, nó còn là một trong những trận chiến thay đổi cả lịch sử nhân loại. Vậy, các bạn có thắc mắc của đụng độ kinh điển này đã diễn ra như thế nào không? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu ngay nhé! Tham vọng của Darius Đại Đế. Đế quốc Ba Tư chính thức được hình thành sau khi Cyrus Đại Đế đánh bại đế quốc Median vào năm 551 trước Công Nguyên. Sau khi nhà nước Ba Tư được thành lập, vị đại đế vĩ đại này đã lập tức xuất quân nghiền nát các vương quốc giàu có và hùng mạnh là Babylon và Lydia để tạo nên một Ba Tư hùng mạnh nhất thế giới. Kể cả các thành bang Hy Lạp cũng phải cúi đầu trước ông. Sau khi Cyrus Đại Đế qua đời, người kế vị ông là Darius I, hay thường được gọi là Darius Đại Đế, đã lên ngôi và tiếp tục tham vọng bành trướng của người tiền nhiệm. Năm 500 trước Công Nguyên, Darius đã đưa một hạm đội khổng lồ tiến đánh Hy Lạp lần thứ nhất. Tuy nhiên, chẳng biết có phải quyết định xâm chiếm Hy Lạp đã chọc tức thần biển Poseidon hay không, nhưng một cơn bão khủng khiếp đã giáng xuống đầu những chiến binh Ba Tư thiện chiến. 300 tàu chiến cùng với 20.000 binh lính vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. Darius Đại Đế buộc phải rút quân. Mặc dù phải rút quân trong cay đắng, tham vọng xâm chiếm Hy Lạp để âm mưu bành trướng của Ba Tư thì vẫn chưa bao giờ dừng lại. Chỉ 10 năm sau đó, Darius đã một lần nữa phát động chiến tranh bằng việc huy động một hạm đội với 72.000 quân vượt biển Aegean. Từ đó, giao chiến trực diện với quân Hy Lạp trên bình nguyên Marathon. Kế hoạch phòng thủ của Athens. Hy Lạp cổ đại hoàn toàn không phải là một quốc gia thống nhất như hiện tại, mà bị cắt cứ thành nhiều quốc gia nhỏ. Ba quốc gia hùng mạnh nhất thời điểm đó là Athens, Thebes và Sparta. Tuy nhiên, người Thebes đã ngấm ngầm cấu kết với đế quốc Ba Tư sau khi Darius gửi sứ giả tới thuần phục, nên cuộc chiến bảo vệ bờ cõi Hy Lạp chỉ còn lại có Athens và Sparta. Người Sparta đã ném sứ giả của Ba Tư xuống giếng nước, trong khi Athens thì nhốt sứ giả vào hầm đất. Quá tức giận trước hành động không phục tùng của Athens và Sparta, Darius I đã quyết định đem quân đến trừng phạt và cũng để chinh phục toàn cõi Hy Lạp. Tuy nhiên, chiến đấu với người Hy Lạp trên đất liền thì không hề đơn giản. Địa hình ở Hy Lạp hầu hết là đồng hoang và miền núi. Các thành bang Hy Lạp đều phụ thuộc vào nguồn thực phẩm qua giao thương, không thể tiếp tế bằng đường bộ tại Hy Lạp. Một quân đội lớn sẽ phải tiếp tế bằng đường biển đầy hung hiểm. Quân đội Hy Lạp cũng tạo ra những đội quân thiện chiến bậc nhất với địa hình thung lũng hẹp của họ. Đó là bộ binh hùng mạnh được bảo vệ từ đầu tới chân bằng áo giáp dày. Bộ binh trang bị vũ khí hạng nặng Hoplite của Hy Lạp đội một chiếc mũ bằng đồng trùm kín đầu chỉ để hở mắt và miệng, mặc áo giáp sắt, dùng một tấm khiên lớn bằng đồng che phía trước. Phần chân hở ra sau tấm khiên được bảo vệ bằng phần giáp che ống chân. Những mũi tên không thể xuyên qua áo giáp của họ trừ khi ở cự ly gần. Lính Hy Lạp cầm một thanh giáo dài và một thanh gươm ngắn là vũ khí phụ. Bộ binh Hy Lạp được trang bị vũ khí hạng nặng, tiến công theo đường thẳng với nhiều hàng gọi là đội hình phalanx. Họ hành quân từng bước theo nhịp sáo. Lính bộ binh đánh thuê của Hy Lạp cũng là những người lính bộ binh giỏi nhất thế giới. Cánh đồng Marathon, nơi diễn ra trận đại chiến, cách Athens 42 km, là đường dẫn vào một vùng núi vô cùng quanh co, hiểm trở. Trừ phía trước thông ra biển, khá trống trải và bằng phẳng, thì hai bên sườn và mặt sau đều dựa vào núi non. Thêm nữa, khu vực này là vùng trũng thấp, trong mùa mưa sẽ hình thành các đầm lầy xen kẽ nhau. Vì vậy, địa hình của Marathon rất khó khăn cho việc triển khai những tập đoàn quân đông đảo cũng như kỵ binh bảo vệ hai cánh. Chọn một nơi như thế làm nơi giao chiến, các thống lĩnh của Athens muốn buộc đối phương chỉ có thể tấn công bằng cách đánh vỗ mặt theo đội hình hẹp, không thể dùng kỵ binh đánh bọc sườn, và muốn hay không muốn cũng không thể tung ra một lực lượng đông đảo để giao chiến.
cẩn thận hơn nữa. Ở hai bên sườn quân Athens có thể đào hào đắp ụ để ngăn chặn đối phương. Quân đội Ba Tư với 600 chiến thuyền cỡ lớn và gần 10 vạn quân dưới sự chỉ huy của tướng Datis và Artaperes đã nhanh chóng làm chủ hoàn toàn bờ biển Athens và áp sát Marathon. Tuy nhiên, đây chỉ là một đòn nghi binh được Darius Đại Đế đưa ra nhằm kéo quân Athens khỏi thủ đô và từ đó có thể vòng lên đánh úp, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Được tin quân Ba Tư đổ bộ, sau khi để lại hai lực lượng bảo vệ, các tướng lĩnh Athens nhanh chóng điều hơn 1 vạn quân tới Marathon. Trên ngọn đồi Kotchani, nhìn xuống thung lũng Marathon mà phía xa, trên bãi biển, quân Ba Tư đang kéo thuyền lên bờ và đóng trại. Một cuộc họp quan trọng của hội đồng tướng lĩnh Athens được triệu tập. Đây là cuộc họp có ý nghĩa quyết định vận mệnh của thành bang Athens trước sự xâm lược của quân Ba Tư. Hội đồng tướng lĩnh bao gồm 10 đại biểu đại diện cho các địa phương thành lập xứ Athens. Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng ý chí quyết tử với quân Ba Tư là vô cùng rõ ràng. Nhằm tìm sự giúp sức từ Sparta, Athens cử Pheidippides, một người chạy rất nhanh, tới yêu cầu người Sparta giúp đỡ. Người Sparta đồng ý, nhưng họ nói vì một lễ hội tôn giáo của địa phương nên họ buộc phải xuất phát chậm. Trong khi đó, người Athens liên minh với các bộ lạc chiếm giữ các lối đi ở lên núi và hai bên sườn của Marathon nhằm phục kích quân Ba Tư từ trên cao. Nhận thấy cơ hội đã đến tại con đường dẫn vào Marathon, quân Hy Lạp bày sẵn một thế trận phòng ngự vững chắc và tỏ ra muốn giao chiến ngay để nhử quân Ba Tư vào thế trận của mình. Tướng Athens là Mithridates và Callimachus đã tổ chức cho quân Athens dàn trận. 10.000 bộ binh hạng nặng ở trên, 1.000 bộ binh hạng nhẹ ở dưới, kéo dài quân đoàn tới hơn 1 cây số, đến sát các khu đồng lầy, xếp thành 8 hàng quân. Các đơn vị địa phương quân được sắp xếp ở cạnh nhau, với ý đồ dùng lực lượng đông mạnh để công kích địch từ hai bên sườn. Mithridates đã không làm như thường lệ mà lại giảm số người ở trung quân để tăng cường cho hai bên sườn. Các chiến binh đứng sát bên cạnh nhau, chỉnh tề và sẵn sàng chiến đấu. Ông hy vọng sự thay đổi linh hoạt này về cách bố trí đội hình pha lăng sẽ có tác dụng lớn trong lúc cuộc chiến đang ở vào thời điểm quyết định. Đại chiến Marathon. Ngày 13 tháng 9 năm 490 trước Công nguyên, quân Athens đã sẵn sàng giao chiến. Nhận thấy đội hình quân địch có sự thay đổi rõ rệt, quân Ba Tư mới đầu có chút hoảng loạn nhưng sau đó đã xốc lại đội hình tác chiến bởi ưu thế lực lượng rõ rệt. Quân Ba Tư dàn quân thành những khối ngang rồi tấn công. Thông thường, kỵ binh Ba Tư đánh kẹp từ hai bên sườn, nơi điểm yếu nhất của đối phương. Thế nhưng, tướng Mithridates đã khéo léo dàn quân dựa vào địa hình, khiến quân Ba Tư chỉ có thể tấn công chính diện. Trong khi đó, quân Athens thì bố trí quân vừa có chính diện hẹp, vừa có chiều sâu, lại tập trung quân ở hai bên sườn. Trong khi quân Ba Tư chỉ có thể tấn công ở chính diện, đến cự ly vừa tầm thì giương cung để bắn. Đúng lúc này, tướng Mithridates cho thổ kèn thúc quân Hy Lạp tấn công. Cả một rừng người gồm hàng vạn chiến binh mặc giáp sắt kết thành một khối sắt thép rung rung chuyển động, giáo gươm tua tủa. Mới đầu họ còn bước gấp, khi tới tầm hiệu quả của những mũi tên họ bắt đầu chạy và xông thẳng vào đối phương, khi ấy cũng đang lao vào họ. Các chiến binh Athens trong bộ giáp sắt chủ động tấn công. Quân Ba Tư có phần bất ngờ khi quân Hy Lạp tiến được 200m thì các cung thủ của Ba Tư lập tức bắn tên về phía họ. Nhưng do khoảng cách quá xa nên những mũi tên này hầu như không gây được sát thương. Ở hai bên cánh, quân Athens với vũ khí có phần dài hơn, nhất là những ngọn giáo lợi hại, khiến kỵ binh Ba Tư phải chùn bước. Quân Hy Lạp tiến lên dồn dập, tạo thế gọng kìm, dồn ép quân Ba Tư từ hai phía. Nhưng ở phía trung quân, vì lực lượng mỏng, mặc dù đã cố gắng hết sức, quân Athens vẫn không cản nổi quân Ba Tư. Hàng ngũ của họ bị rối loạn rồi bị chọc thủng. Quân Ba Tư theo đấy tràn vào, cắt pha lăng của Hy Lạp ra làm đôi. Họ đã dồn một bộ phận quân Athens phải lui về tuyến xuất phát cũ và đuổi theo sát gót. Cuộc giao tranh rất quyết liệt và ưu thế thì đang nghiêng về phía quân Ba Tư. Thế nhưng, tướng Mithridates đã tính trước tình huống này. Thêm một hồi kèn vang lên, quân hai bên cánh của Athens đánh mạnh vào hai bên sườn quân Ba Tư. Đòn đánh hiểm và đúng thời điểm khiến quân Ba Tư rơi vào thế bị bao vây. Quân phía giữa của Athens có thời gian sắp xếp lại đội hình và đánh lại vào chính diện quân Ba Tư. Ưu thế lúc này nghiêng hẳn về phía quân Athens. Dù bị rơi vào tình huống bất lợi, nhưng quân Ba Tư với sự chỉ huy của hai tướng Datis và Apathenes vẫn dũng mãnh đáp trả. Những đội quân phía sau bắn hàng loạt tên để hỗ trợ cho quân phía trước. Đứng trước rừng giáo dài và nhọn của quân Athens, quân Ba Tư vẫn cố xông vào để phát huy lối đánh sở trường là cận chiến. Quân Athens lao vào quân Ba Tư như muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi nỗ lực của quân Ba Tư đều thất bại trước những tấm giáp sắt, những ngọn giáo dài
và tinh thần quyết liệt bảo vệ tổ quốc của những người lính Athens. Quân Ba Tư thương vong mỗi lúc mùa đông, hàng ngũ bị rối loạn. Họ bắt đầu hoang mang dao động và cuối cùng đã tan vỡ. Trước thất bại không sao cứu vãn nổi, Datis và Artaphernes cho quân rút chạy về phía biển. Quân Hy Lạp đuổi theo truy kích, nhưng trang bị khá nặng nề, lại cơ động bằng chân nên họ không thể vận động nhanh được, lại chỉ quen chiến đấu trong đội hình tập trung, thế nên đã bỏ lỡ cơ hội để tiêu diệt đối phương. Đuổi theo quân Ba Tư được khoảng 1.500m thì Miltiades buộc phải cho quân dừng lại để chỉnh đốn đội ngũ. Quân Ba Tư phần lớn là bộ binh nhẹ và kỵ binh đã kịp xuống thuyền và tẩu thoát. Song cũng có một bộ phận quân Athens bám theo và đánh tới tận bờ biển và tiêu diệt được thêm một số lượng lớn quân Ba Tư nữa. Quân Ba Tư đại bại, người Athens cùng các bộ lạc giữ vững độc lập cho miền đất của những câu chuyện thần thoại. Ngay sau khi giành được chiến thắng, Pheidippides đã chạy một mạch 42 km từ Marathon về tới Athens để báo tin. Vì chạy quá sức nên người đưa thư này đã qua đời ngay sau đó. Và cuộc thi chạy Marathon cũng được ra đời để kỷ niệm cho sự kiện đáng nhớ này. Chiến thắng Marathon không chỉ giúp người Hy Lạp giữ vững độc lập mà còn rộn một gáo nước lạnh cho tham vọng xâm chiếm khu vực Địa Trung Hải của người Ba Tư hùng mạnh và sẽ mãi là niềm tự hào của những người dân Hy Lạp. Mười năm sau ngày bị quân Athens thảm sát tại tử địa Marathon, người Ba Tư chưa bao giờ ngừng mơ về một ngày chiếm đóng mảnh đất của những câu chuyện thần thoại. Thuận theo duy nguyện cuối đời của Darius Đại Đế, con trai của ông, Xerxes Đại Đế đã lên ngôi và lập tức tổ chức một cuộc tấn công tiếp theo vào Hy Lạp. 1 triệu quân Ba Tư ồ ạt vượt biển, tạo ra một cơn cuồng phong, sẵn sàng nuốt trọn quân Hy Lạp bất cứ lúc nào. Đối đầu với cơn bão của người Ba Tư, vua Sparta Leonidas đã thống lĩnh một đội quân chỉ vỏn vẹn 300 người chặn đứng bước tiến của Xerxes Đại Đế tại cổng lửa Thermopylae, tạo ra một trong những trận đánh nổi tiếng cả châu Âu và toàn thế giới. Vậy, các bạn có thắc mắc rằng Leonidas cùng với 300 lính của ông đã làm thế nào để chặn đứng quân Ba Tư? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu ngay nhé! Tham vọng của Xerxes Đại Đế. Sau khi vua của các vị vua Darius Đại Đế qua đời, con trai của ông Xerxes lên ngôi với tham vọng nối bước của người cha, thực hiện tham vọng bá chủ thế giới. Hổ phụ thì sinh hổ tử. Ngay sau lễ đăng quang, vị vua trẻ tuổi nhanh chóng tắm các cuộc khởi nghĩa của người Ai Cập và Babylon trong biển máu. Thực hiện khát vọng của vua cha, Xerxes nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc xâm lược Hy Lạp lần thứ hai. Hiểu rõ được sự lợi hại của quân Hy Lạp, Xerxes quyết định đây sẽ là một cuộc xâm lược quy mô đầy đủ, đòi hỏi một kế hoạch lâu dài và đi song song là chế độ cưỡng bách tập quân. 1 triệu quân được huy động cho cuộc xâm lăng được xem là một con số kinh hoàng ở thời điểm hiện tại, chứ đừng nói tới hàng ngàn năm trước. Nhưng điều này hoàn toàn có thể lý giải được, bởi tại thời điểm đó, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, dân số thế giới khoảng 110 triệu người, đế quốc Ba Tư có tới 50 triệu dân, tức là chiếm 44% dân số thế giới. Vì thế, chỉ có đế quốc Ba Tư với dân số đông đảo mới có thể huy động được hàng triệu quân. Vị đại đế của Ba Tư quyết định Hellespont, khu vực mỏm cực nam trên đảo Athos, sẽ là cầu nối cho phép quân đội của mình tiến đến châu Âu và một kênh đào được đào xuyên qua eo núi Athos đã được tiến hành xây dựng. Những sự chuẩn bị của quân Ba Tư đủ để thấy rằng tham vọng của vị đại đế là lớn lao tới nhường nào, hầu như vượt qua bất kỳ các quốc gia đương thời nào khác. Đầu năm 480 trước công nguyên, các chế phẩm đã hoàn tất và quân đội Xerxes tập trung tại Sardis để chuẩn bị một cuộc hành quân hướng tới châu Âu bằng cách đi trên hai cầu phao tại Hellespont. Trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lăng Hy Lạp, quân Ba Tư dường như đã vượt qua Thrace và Macedonia. Tin tức về quân Ba Tư được một điệp viên Hy Lạp tức tốc báo về Athens và Sparta. Tuy nhiên, thật không may cho quân Hy Lạp khi thời điểm này đang là mùa lễ hội Carnia. Theo phong tục của Sparta, trong lễ hội Carnia không ai được phép xuất quân. Mọi hành động chiến tranh đều bị coi là phạm thánh. Và cũng vì luật này mà người Sparta đã không tham gia vào trận đánh tại Marathon năm 490 trước công nguyên vì đến muộn. Mặc cho chiến sự đang vô cùng cấp bách, các chính trị gia đều ngăn cản, không cho đức vua Leonidas I đem đại quân đi. Tuy nhiên, đứng trước sự kiêu ngạo của sứ giả Ba Tư, vị vua vĩ đại thẳng tay ném sứ giả xuống giếng sâu và đem theo 300 cận vệ Hippias tinh nhuệ lên đường chống lại quân Ba Tư. 300 chiến binh được hy vọng sẽ đốt ngọn lửa yêu nước ở miền nam Hy Lạp, cổ vũ dân chúng đứng lên chống lại quân Ba Tư
đánh đuổi ngoại bang khỏi bờ cõi. Trước khi lên đường, khi nghe lời sấm truyền, Leonidas đã tin rằng mình sẽ chết vì không đủ lực lượng để giành được một chiến thắng. Biết được trận chiến này sẽ lành ít dữ nhiều, ông đã chuyển ngôi lại cho con trai mình và cuộc đại chiến chính thức được nổ ra. Sự chuẩn bị của Leonidas. Chúng ta thường biết tới truyền thuyết về 300 chiến binh Sparta cùng với Leonidas đã chặn đứng 1 triệu quân Ba Tư tại cổng lửa Thermopylae. Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Trên đường tiến quân, để chuẩn bị cho trận đại chiến, Leonidas đã liên tục thu phục nhân tâm và có được rất nhiều sự chi viện, đó là 1.000 quân Phocea cùng vô vàn binh lính không chính quy. Tổng cộng khi tới cổng lửa, đoàn quân của Sparta đã có được 7.000 quân. Nhưng đó chỉ là một hạt cát giữa cơn cuồng phong được tạo ra bởi 1 triệu quân Ba Tư. Tại nơi đây, Leonidas đã cho quân cắm trại và phòng thủ tại nơi hẹp nhất của hẻm Thermopylae. Hẹp tới mức chỉ một chiếc xe ngựa nhỏ đi qua và án ngữ con đường tiến vào Athens. Một bên là đường núi, một bên là vực thẳm. Nhận được sự ủng hộ của nhân tâm, Leonidas đã dẫn quân tiến tới con đường mòn phía sau quân đội Ba Tư để thực hiện một âm mưu đánh úp. 1.000 quân được ông điều động để chấn giữ khe sống huyết mạch này. Cuối cùng, giữa tháng 8, người Ba Tư đã tiếp cận Thermopylae. Việc quân Ba Tư đặt chân tới Thermopylae khiến người Hy Lạp phải tổ chức họp hội đồng. Một cuộc tranh cãi gay gắt được nổ ra trong suốt hàng giờ đồng hồ. Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ, Leonidas đã quyết định sẽ tổ chức phòng thủ tại cổng lửa Thermopylae, con đường dẫn thẳng tới Athens. Dù cho có phải chiến đấu đến người lính cuối cùng, thì đội quân dưới trướng của ông cũng quyết không cho quân Ba Tư chà đạp lên niềm tự hào quốc gia. Seret đã cho gửi sứ giả tới đàm phán với Leonidas bằng tuyên bố người Hy Lạp sẽ được sống tự do với danh hiệu những người bạn của dân chúng Ba Tư. Và hơn thế nữa, họ sẽ được tái định cư trên những vùng đất mà tổ tiên của họ từng sở hữu. Khi những điều này bị Leonidas từ chối, sứ giả Ba Tư tiếp tục khuyên ông quỳ gối chịu hàng. Thế nhưng, ông đã thẳng từng khiêu khích quân Ba Tư bằng câu nói vô cùng nổi tiếng: "Hãy đến đây mà lấy." Trước thái độ kiên quyết của Sparta, người Ba Tư tiếp tục đe dọa: "Những mũi tên của chúng tao sẽ che khuất mặt trời." Đáp lại hành động đe dọa này, một vị tướng của Leonidas đã thét vào mặt sứ giả Ba Tư rằng: "Vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu trong bóng tối." Sứ giả của Ba Tư buộc phải muối mặt quay về. Thời điểm vị sứ giả này rời khỏi doanh trại của Sparta, thì ngọn lửa chiến tranh cũng chính thức bùng cháy. Đại chiến Thermopylae. Sau hơn 4 ngày chuẩn bị cho cuộc tấn công, Seret đại đế chính thức phát lệnh tiến công quân Sparta. Khi vị đại đế của Ba Tư hạ lệnh, trước sức mạnh của quân Ba Tư được soi sáng bởi đức tin về một chiến thắng kinh thiên động địa, quân Hy Lạp không hề run sợ. Họ dựa vào địa thế hiểm trở để ngăn quân Ba Tư lại. Do con đường quá nhỏ, một bên là núi, một bên là vực thẳm, quân Ba Tư không sao phát huy được lợi thế quân số đông đảo của mình. Lần nào tiến quân cũng bị đẩy lùi. Quân Hy Lạp với tinh thần quyết tử dồn ép quân Ba Tư tới cùng cực. Có những lúc hàng nghìn quân Ba Tư đã bị dồn xuống vực thẳm. Seret cũng nhanh chóng nhận ra ưu thế về địa hình, đang ủng hộ tuyệt đối cho quân đội Hy Lạp. Ông liền dùng 1.000 cấm quân thuộc vào hàng bất tử nổi tiếng dũng mãnh vô địch của mình làm nòng cốt, rồi cùng đại quân tiến vào. Thế nhưng vẫn không sao xuyên thủng được tuyến phòng thủ quân Hy Lạp. Leonidas và những người chiến binh của mình đẩy lùi được cuộc tấn công trực diện của quân Ba Tư trong ngày thứ 5 và thứ 6, giết chết khoảng 20.000 quân địch và mất khoảng 2.500 quân. Sau 7 ngày giao tranh, quân Ba Tư bị thương vong và tử trận vô số kể. Thật kỳ lạ, không phải quân Hy Lạp run sợ mà chính quân Ba Tư phải kinh hoàng vì quân Hy Lạp quyết đánh đến cùng tử thủ vì con đường nhỏ dẫn xuống phía nam này. Quân Ba Tư tử trận cũng nhiều, thậm chí hai người anh em ruột của vua Seret là Aprocome và Hyperates cũng phải tử trận. Khi mà toàn quân Ba Tư đã hết kế, hoàn toàn bất lực, thì một tù binh bắt giữ được tên là Aphiales đã phản bội và chỉ cho Seret biết một con đường tắt có thể đi qua núi vòng ra phía sau quân Hy Lạp. Quân Ba Tư theo đường tắt rồi bất ngờ tiến đánh quân Hy Lạp. Bị đánh úp, thế nhưng vua Leonidas vẫn bình tĩnh chống trả quân Ba Tư. Tình hình lúc này rất bất lợi cho quân Hy Lạp. Nếu đánh tiếp thì quân Hy Lạp khó mà toàn mạng. Thế nhưng nếu rút lui thì quân Ba Tư cũng đuổi theo, họ cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa quân Ba Tư rồi sẽ tiến đánh vào thủ đô Athens và tàn sát người Hy Lạp. Trước tình thế cấp bách, vua Leonidas lên kế hoạch cho một đội quân tinh nhuệ cảm tử tình nguyện ở lại chặn quân Ba Tư để toàn quân rút về thành Athens. Ông bình tĩnh điều lại tất cả các đội quân Hy Lạp rút lui và chỉ giữ lại 300 chiến binh Sparta người của ông, 900 người Helos và 700 người Thespians.
họ đều tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ Leonidas và quyết đồng sinh cộng tử cùng quân Sparta. Trước tình thế éo le của cuộc chiến, dù là lãnh đạo của liên quân hoàn toàn có thể được bảo vệ, thế nhưng vua Leonidas tình nguyện ở lại nằm trong số quân cảm tử, cổ vũ cho tinh thần của quân lính, đồng thời kiên quyết điều một lực lượng lớn tiến về bảo vệ Athens. Quân Hy Lạp rút đi, quân Ba Tư đuổi theo, thế nhưng gặp phải bức tường đồng được tạo ra bởi 300 chiến binh. Các chiến binh Sparta đã quả cảm chống lại những cơn cuồng phong của quân Ba Tư, nhiều lần để lui quân Ba Tư. 300 chiến binh lọt giữa vòng vây của gần 1 triệu quân Ba Tư, nhưng tinh thần của quân Sparta thì chưa bao giờ lụi tàn. 300 con người hợp thành một mũi nhọn tiến công duy nhất, thậm chí nhiều lúc còn dồn ép ngược lại quân Ba Tư tới bên bờ vực. Xê-ét đại đế cũng không phải là một tay mơ. Một rừng mưa tên được quân Ba Tư phóng ra lập tức xoay chuyển càn khôn. Sparta có khiên thì những chiến binh Ba Tư cũng có những mũi tên sắc bén. Giữa lúc quân Sparta phải căng mình chống lại cuộc tấn công bởi cơn mưa tên thì quân Ba Tư tràn lên như một cơn cuồng phong và mặc sức chém giết. 300 chiến binh là 300 trái tim được tiếp lửa từ sức mạnh của thần linh, kiên cường chiến đấu mặc cho sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Lòng nhiệt thành, đức tin của những chiến binh Sparta đã giúp họ chống đỡ một thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để làm cánh quân còn lại kịp rút lui về Athens giữa cơn cuồng phong của quân Ba Tư. Lãnh đạo một đội quân cảm tử, Leonidas liên tục hô vang những khẩu hiệu quyết tử của người Sparta. Những chiến binh đã hóa bất tử. Thế nhưng một hạt cát thì không thể nào đứng vững trước một cơn cuồng phong. 300 chiến binh dù có thiện chiến tới đâu thì cũng chẳng là gì so với 1 triệu quân Ba Tư. Sau những đợt chống trả quyết liệt, vua Leonidas đã bị thương, quân lính của ông cũng thương vong vô số kể. Cuối cùng, vị vua đã vĩnh viễn làm lại chiến trường sau khi quyết chiến tới hơi thở cuối cùng. Sau khi vua Leonidas ngã xuống, những chiến binh Sparta vẫn dũng cảm chống lại quân Ba Tư, bảo vệ xác nhà vua. Họ đã thêm 3 lần đẩy lùi quân Ba Tư cho đến khi người cuối cùng ngã xuống. Trong lúc vua Leonidas cùng 300 chiến binh Sparta ngăn quân Ba Tư, thì quân Hy Lạp đã rút lui về thành Athens báo tin dữ. Khi chiến binh Sparta cuối cùng ngã xuống, thì toàn quân và dân thành Athens cũng đã rút lui khỏi thành. Vì thế, khi quân Ba Tư vào thành Athens thì thành đã trống không. Sự hy sinh anh dũng của vua Leonidas cùng 300 chiến binh Sparta đã giúp quân Hy Lạp củng cố lực lượng để có những chiến thắng sau này. Chiến thắng của quân Hy Lạp tại eo biển Salamis khiến kế hoạch của vua Xê-ét bị phá sản, quân Ba Tư phải rút về nước. Sự hy sinh quả cảm của vua Leonidas cùng 300 chiến binh Sparta đã trở thành huyền thoại trong lịch sử thế giới. Người Hy Lạp tự hào về vua Leonidas cùng với các chiến binh Sparta cảm tử của mình. Để tưởng niệm, người Hy Lạp đã dựng một bia đá ngay tại Thermopylae. Hỡi các bạn, người Sparta chúng tôi đã trung thành tử thủ tới người cuối cùng tại nơi đây. Sự hy sinh anh dũng của Leonidas và 300 chiến binh Sparta tại cầu lửa Thermopylae sẽ mãi là dấu son chói lọi trong trang sử vàng của Hy Lạp. Các bạn có suy nghĩ gì về trận chiến kinh thiên động địa này? Leonidas có thực sự xứng đáng là một huyền thoại hay không? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Salamis là một trong những trận hải chiến lớn nhất thế giới tính cho đến nay. Quy mô của nó làm cho giới quân sự hiện đại cũng phải kính nể. Khi nhắc tới những trận hải chiến kinh thiên động địa mà bỏ qua cuộc chiến này thì thật là một thiếu sót nghiêm trọng. Thắng lợi của quân Hy Lạp đã chính thức đặt dấu chấm hết cho tham vọng bá chủ thế giới của đế quốc Ba Tư, thậm chí còn khiến cho gốc rễ của đế chế hùng mạnh này lùng này dữ dội. Vậy các bạn có thắc mắc rằng làm cách nào mà 370 tàu chiến của Hy Lạp đã quét bay 800 chiến thuyền của Ba Tư và đẩy lui gần 1 triệu quân của Xê-ét đại đế không? Hãy cùng Battleground tìm hiểu nhé! Cuộc chiến không cân sức. Với tham vọng xâm chiếm Hy Lạp để trả mối hận của vua cha, Xê-ét đại đế đã huy động một đội quân khổng lồ cho cuộc viễn chinh. Chiếm được miền đất thần thoại Hy Lạp đồng nghĩa với việc cánh cửa tiền đánh châu Âu của đế chế Ba Tư sẽ được mở toang. Song song với việc điều động một lực lượng khổng lồ cho cuộc giao chiến trên bộ với quân Hy Lạp, Ba Tư còn chuẩn bị một hạm đội lớn với 1.200 chiến thuyền, ngày đêm vượt vạn dặm trùng khơi, áp sát miền đất thần thoại. Xê-ét quyết định rằng Hellespont, tức eo biển Dardanelles ngày nay, sẽ là cây cầu cho quân đội của ông ta tiến vào châu Âu và cho đào một chiếc kênh xuyên qua eo đất núi Athos. Ở thời điểm đó, việc đào kênh xuyên núi được xem là một điều không thể, nhưng quân Ba Tư đã thực sự làm được trong sự ngỡ ngàng của quân Hy Lạp.
có được sự chuẩn bị kỹ càng, quân Ba Tư hừng hực khí thế, chuẩn bị cho cuộc tiến công thế kỷ đánh chiếm Hy Lạp. Về phía Hy Lạp, thời điểm đó, họ không phải là một khối thống nhất như hiện nay mà bị chia thành nhiều thành bang nhỏ. Chứng kiến sức mạnh kinh thiên động địa của quân Ba Tư, phần lớn các thành bang của Hy Lạp đã quỳ gối đầu hàng, duy chỉ có Athens và Sparta là không chịu khuất phục. Hai thành bang này đã lãnh đạo những con người của miền đất Hy Lạp thành lập một liên minh chống ngoại xâm, đồng thời giáo diết xây dựng một hạm đội cho cuộc chiến với Ba Tư. Liên minh các thành bang được thành lập mang ý nghĩa vô cùng lớn lao khi đã thống nhất được các thành bang thành một khối yêu nước thống nhất cho lý tưởng chống lại sự đô hộ của đế quốc Ba Tư. Ngay sau khi liên bang được thành lập, một hội nghị đã được diễn ra để bàn về kế hoạch phòng thủ trước quân đội Ba Tư. Giữa lúc hội nghị đang đi vào bế tắc vì không có ai để đưa ra một kế hoạch vẹn toàn để đối đầu với quân Ba Tư, thì tình báo của thành bang Athens báo tin rằng đội quân khổng lồ của Sardes đã vượt qua Hellespont. Hội nghị vốn dĩ đã căng như dây đàn, giờ đây lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những người Hy Lạp hiểu rằng họ chỉ có một con đường duy nhất, đó là tiến lên, là đánh bại quân Ba Tư thì mới có thể tránh khỏi cảnh nước mất nhà tan, dân chúng lầm than. Sau khi bàn luận kỹ càng, liên minh đã xác định sẽ tổ chức phòng thủ tại mũi đất Artemisium và cổng lửa Thermopylae. Tuy nhiên, đời không như là mơ, dưới sức công phá mãnh liệt của quân Ba Tư và mặc cho vua Leonidas cùng với 300 chiến binh Sparta đã kiên cường chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, thì cổng lửa Thermopylae vẫn thất thủ, trong khi chiến sự tại mũi đất Artemisium cũng vô cùng bất lợi cho quân Athens. Cơn cuồng phong được quân Ba Tư tạo ra quân cuộn tiến về Athens. Sau khi vượt qua đèo Thermopylae, quân Ba Tư điên cuồng tàn sát các thành bang không quy thuận và tạo nên một cuộc thảm sát ám ảnh người Hy Lạp tới tận thiên thu. Tuy nhiên, những nỗ lực của Leonidas cùng đội quân Sparta đã không phí hoài khi khoảng thời gian quý báu mà họ cầm chân quân Ba Tư đã cho phép quân đội di tản dân cư và binh lính trong thành Athens và tránh được một cuộc thảm sát. Quân Ba Tư tiến vào thành bang Athens và biến ngôi thành cổ này thành một đống đổ nát. Chiến sự trên bộ tạm thời lắng xuống sau những nỗ lực của quân Athens và Sparta. Trên đất liền là một cuộc chiến long trời lở đất. Những cơn cuồng phong được quân Ba Tư tạo ra trên biển cũng vô cùng kinh hoàng. Chỉ huy của quân Hy Lạp hiểu rằng với một hạm đội lớn như Ba Tư thì giao tranh tại một khu vực nhỏ hẹp là vô cùng khôn ngoan. Và cuối cùng, quân Hy Lạp đã chọn eo biển Salamis để quyết chiến với quân Ba Tư. Trận đại chiến thế kỷ sẵn sàng nổ ra. Sự chuẩn bị của đôi bên. Không phải ngẫu nhiên mà quân Hy Lạp chọn eo biển Salamis để quyết chiến với quân Ba Tư. Vốn là một eo biển vô cùng nhỏ hẹp nên Salamis có địa thế ủng hộ tuyệt đối cho quân Hy Lạp. Việc sử dụng ưu thế về địa hình để phòng thủ đã phát huy hiệu quả tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại đội quân khổng lồ của Ba Tư. Điều này đã được chứng thực khi trước đó Leonidas cùng với quân Sparta đã chặn đứng quân Ba Tư suốt nhiều ngày liền tại cổng lửa Thermopylae, nơi hẹp tới mức chỉ đủ để một chiếc xe ngựa đi qua. Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, những chiến thuyền mang theo toàn bộ sức mạnh của quân Hy Lạp tiến về eo biển Salamis. Tổng cộng có 378 tàu chiến các loại được tập hợp từ nhiều thành bang khác nhau để dụ con cá lớn là Sardes đại đế cắn câu. Quân Hy Lạp đã cố tình thả một vài nô lệ đến chỗ quân Ba Tư để cung cấp thông tin sai lệch rằng phe đồng minh đang xảy ra tranh chấp nội bộ và có thể tan rã. Sardes trúng kế, lập tức ông điều động toàn bộ hạm đội Ba Tư để quyết chiến với quân Hy Lạp, mặc sự can ngăn của những thân tín khi họ cho rằng đây có thể là một âm mưu khiến cho vị vua của họ khinh suất. Không biết là Sardes đại đế có trúng kế thật hay không, nhưng theo ý kiến của một số sử gia thì Sardes đủ thông minh để biết được rằng đây là một âm mưu để dụ ông vào trong. Nhưng ông quá tự tin với sức mạnh của hạm đội Ba Tư. Sardes đại đế hy vọng một đòn kết liễu tại Salamis đủ sức thổi bay sức mạnh của quân Hy Lạp. Chỉ cần hải quân Hy Lạp sụp đổ thì quân Hy Lạp trên bộ cũng sẽ phải đầu hàng. Hạm đội của Ba Tư vẫn đủ mạnh để đánh ngược từ dưới lên vào hải quân đồng minh ở eo biển Salamis và đồng thời gửi tàu chiến hỗ trợ bộ binh đang đóng ở các khu vực sung yếu khác. Người Ba Tư có những lợi thế chiến thuật đáng kể như là số lượng vượt trội so với đồng minh và có cả các tàu buồm tốt hơn. Một loại chiến thuật chèo thuyền bí ẩn mang tên Deep Blow cũng được sử dụng cho trận chiến. Với sự vượt trội mọi mặt về cả chiến thuật, phương tiện chiến tranh cùng sĩ khí dâng cao ngút trời sau những chiến thắng giòn giã, quân Ba Tư hừng hực khí thế tiến về eo biển Salamis cho tham vọng bóp chết quân Hy Lạp. Chỉ cần chiến thắng trận chiến này, miền đất thần thoại Hy Lạp sẽ quy phục dưới chân Ba Tư. Từ đó, có thể nhanh chóng mở ra các cuộc chinh phạt châu Âu của cường quốc Tiểu Á. Hải chiến Salamis đón kết liễu quân Ba Tư.
Sau khi quyết định quyết chiến với quân Hy Lạp tại eo biển Salamis, Xerxes đại đế đã huy động một hạm đội lớn với gần 1.200 chiến thuyền cho trận đánh. Cuộc hành quân bắt đầu. Quân Ma Tư như một cơn sóng thần tiến về trận địa được quân Hy Lạp dựng sẵn. Tuy nhiên, không biết cuộc tấn công của quân Ma Tư có phải đã chọc giận thần biển Poseidon hay không, nhưng một cơn bão lớn đã đánh chìm 400 tàu chiến của quân Ma Tư ngoài khơi ngay khi họ định tiến vào eo biển Salamis. Tuy thiệt hại một số lượng lớn thuyền chiến, nhưng quân Ma Tư vẫn hùng hổ tiến công cho tham vọng chinh phục vĩ đại của mình. Hơn 800 chiến thuyền Ma Tư rầm rầm tiến vào eo biển Salamis. Cuộc hải chiến quyết định vận mệnh của cả châu Âu và Hy Lạp chuẩn bị bắt đầu. Hải quân Hy Lạp chủ tính rằng quân Ma Tư sẽ tiến vào eo biển Salamis vào xế chiều, và với một đội quân khát máu như Ma Tư thì họ sẽ tổ chức tiến công ngay trong đêm. Một tấm lưới lớn đã được các hạm đội Ma Tư giăng ra chờ quân Ma Tư sập bẫy bằng cách lợi dụng ưu thế được quân Ma Tư không quen thuộc với eo biển này và tầm nhìn bị hạn chế nếu tấn công vào ban đêm. Tuy nhiên, những thất bại hải chiến từ thời kỳ của Darius đại đế đã đủ để cho quân Ma Tư phải có cái nhìn khác về hải quân Hy Lạp. Quân Ma Tư quả thực đã tiến vào eo biển Salamis khi xế chiều, thế nhưng họ vô cùng cẩn trọng khi quyết định chỉ tấn công Hy Lạp nếu ánh bình minh đầu tiên xuất hiện. Tấm lưới lớn được giăng sẵn của quân Hy Lạp không đánh mà tự rách. Đội quân của miền đất thần thoại buộc phải đối đầu trực diện với những cơn cuồng phong của quân Ba Tư. Ngày 19 tháng 9 năm 480 trước công nguyên, quân Ba Tư cho 800 tàu chiến của mình tiến vào bên trong eo biển Salamis. Vua Xerxes lệnh đưa cả ngai vàng của mình lên núi Aigaros để tận mắt nhìn thấy quân Hy Lạp bị tiêu diệt. Quân Hy Lạp có khoảng 370 tàu dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Hải quân người Sparta Olympiades và Thống soái Athens Themistocles. Khi những ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống eo biển Salamis, quân Ma Tư mới nhận ra rằng hạm đội của Hy Lạp tại khu vực này là đông đảo tới mức nào. Mặc dù biết mình đã trúng kế, nhưng với ưu thế áp đảo tuyệt đối, quân Ma Tư vẫn vô cùng tự tin về một chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, với trận địa vô cùng chật hẹp của eo biển đã gây nên một sự xáo trộn vô cùng lớn trong đội hình của quân Ma Tư. Từ một hạm đội tinh nhuệ và thiện chiến nhất thế giới cổ đại, quân Ma Tư bị địa thế chật hẹp chen ép biến thành một hạm đội ô hợp, không có hàng ngũ và vô tổ chức. Nhận thấy ưu thế địa hình đã được tận dụng tối đa, khiến cho quân Ma Tư tiến thoái lưỡng nan. Quân Hy Lạp đã cố tình dòng buồm ngược lại và bỏ chạy như đang sợ hãi. Quân Ma Tư thì lại càng điên cuồng đuổi theo, ngày càng bị kéo sâu vào bên trong trận địa được giăng sẵn. Ngay khi những cơn gió biển đầu tiên nổi lên, quân Hy Lạp bắt đầu quay lại phản công. Trước tàu chiến tiên phong của quân Hy Lạp bất ngờ quay đầu và lao nhanh về phía hạm đội quân Ma Tư, mũi nhọn ở đầu thuyền kết hợp cùng với sức gió đã biến con thuyền của quân Hy Lạp thành một mũi tên xé toạc hạm đội Ma Tư, chính là hiệu lệnh của cuộc tấn công. Quân Hy Lạp điên cuồng phản công, thuyền chiến của quân Hy Lạp không màng nguy hiểm mà đâm trực diện vào phía quân Ba Tư. Thủy quân Hy Lạp từ những chiến thuyền này nhảy sang chiến thuyền của Ba Tư và mặc sức chém giết. Kỵ binh Hoplite được trang bị từ đầu tới chân điên cuồng chém giết quân Ba Tư không được trang bị kỹ càng. Chiến thuyền của Ba Tư không được sắp xếp theo một đội hình hợp lý, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hạm đội khổng lồ của Ba Tư bị chia tách thành hai phần. Trong eo biển chật hẹp, những xác thuyền của đợt tấn công đầu tiên lại biến thành chướng ngại vật, cản trở đường tiến công của các hạm đội phía sau. Không những thế, Aribiges, đô đốc nhận trách nhiệm một cánh quân và cũng là em trai của Xerxes đã bị giết, khiến cho quân Ba Tư ngày càng trở nên hỗn loạn vì thiếu người lãnh đạo. Hạm đội Ba Tư đã bắt đầu rút lui, nhưng bị các thành bang khác của Hy Lạp phục kích và phần lớn bị tiêu diệt trên đường rút. Các tướng lĩnh của Athens quyết định diệt cỏ tận gốc khi huy động một lực lượng đổ bộ lên các khu vực đồn trú của quân Ba Tư và chặt đứt tất cả hy vọng của người Ba Tư về một cuộc phản công lịch sử. 1.200 chiến thuyền xuất kích, nhưng chỉ còn lại gần 300 chiến thuyền trở về, đánh dấu một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử viễn chinh của Ba Tư. Vua Xerxes ngồi trên ngai vàng từ trên núi, vốn định tận mắt nhìn thấy quân Hy Lạp bị tiêu diệt, nhưng rốt cuộc thì lại thấy quân Ba Tư thảm bại. Không muốn chấp nhận thất bại và từ bỏ kế hoạch tiến sang châu Âu, Xerxes có ý định làm cầu phao hoặc đắp đường cao vượt qua eo biển. Tuy nhiên, các hạm đội tàu Hy Lạp tuần tra quanh biển khiến ông ta không thể thực hiện được ý định này. Đoàn quân viễn chinh của Ba Tư đại bại. Với danh tiếng là trận hải chiến có ý nghĩa bậc nhất lịch sử cổ đại, Salamis chính thức là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Ba Tư và Hy Lạp. Sau trận này, toàn bộ Hy Lạp trở nên an toàn hơn trước sự uy hiếp của kẻ thù. Ngược lại, thất bại đó đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần cũng như vật chất của quân đội Ba Tư. Trận Salamis làm đảo lộn sự phát triển của thế giới Hy Lạp cổ đại lẫn văn minh phương Tây, cũng như nó làm giảm nghiêm trọng sức mạnh to lớn của đế quốc Ba Tư, khiến họ từ bỏ ý định chinh phục Hy Lạp cũng như toàn thế giới. Chiến thắng của người Hy Lạp
cho phép xứ Macedonia nổi dậy chống lại đế chế Ba Tư, và trong vòng 30 năm sau, các thành bang khác của Hy Lạp cũng không phải chịu sự áp bức của người Ba Tư, mở ra một trang sử vàng son cho quốc gia của những câu chuyện thần thoại. Vậy, các bạn có suy nghĩ gì về trận hải chiến kinh thiên động địa này? Quân Hy Lạp thực sự là những chiến lược gia đại tài, hay chỉ chiến thắng nhờ vào sự khinh địch của quân Ba Tư? Hãy để lại ý kiến cùng Battlecry bàn luận nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry thương trường kỳ truyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!